Tiếp cái clip này thì mình xin giới thiệu phần chỉnh sửa PDF tiếp. Thì một số bạn sẽ không có internet thì chúng ta có thể làm như sau. Nếu các bạn có cài phần Office 2013 hoặc 2010 thì chúng ta có thể chỉnh sửa được cái file PDF một cách dễ dàng. Thì đây thì mình sẽ Office 2013. Bạn lên cài Office 2013, 2010 hình mình nhớ là mình chưa làm trên 2010. Thì đây là mình thực hiện trên 2013. Thì trước tiên bạn cần chỉnh sửa file PDF nào. Thì ví dụ đây mình có một file PDF này. Chúng ta không nhấn đúp vào đây mà chúng ta có thể mở cái guộc này lên và chúng ta open nó, open cái file PDF của chúng ta lên. Đây là open lên. Sau khi open thì chúng ta có thể chỉnh sửa nó một cách dễ dàng. Ví dụ như là chúng ta có thể đánh chỉnh sửa dễ dàng để chúng ta có thể là đó, sau khi chúng ta có thể làm xong chúng ta save nó lại. Chúng ta save nó lại theo cái chuẩn PDF. Chúng ta save xong thì chúng ta có thể thấy được kết quả như thế này. Rồi việc chỉnh sửa file PDF bây giờ là không còn khó. Chúng ta không cần sử dụng các chương trình rườm rà hoặc là chương trình thứ ba, mà chúng ta có thể sử dụng cái chương trình Office 2013 để chúng ta chỉnh sửa file PDF. Xin chào các bạn và hẹn các bạn ở clip sau nhé.